Chị mới em tóc bảo gì kìa. Em tóc bảo gì chị My ra nói đi. Có yêu chị không? Có đi học với chị My không? Kìa em Thóc có đi học với chị không? Kìa chị hỏi kìa, có đi học với chị không? Có đi học giống như kiểu là muối mì chính không? Có không? Có nha. Ok. Đi học với chị để rồi giống họ sẽ gọi là chị em bơ thóc. Còn mì chính với đi học thì gọi là chị em mì chính, muối mì chính. Kìa Thác có đi học với chị không kìa, chị hỏi không trả lời à? À ha, ông bà có mì nốt không? Không mì nốt chị không? Hả? Kìa Thác kìa, chị hỏi kìa. Không mì nốt không? Không mì nốt chị không? Kìa Thác có uống nước với chị không? Chị hỏi không trả lời à? Kìa. Kìa chị hỏi kìa, trả lời đi. Không uống chị không? À? Em không uống. Không uống. Ừ, đúng rồi, em chỉ bú tí thôi. Mi đánh em chưa? My đánh em chưa?